cameraman Mãi Đình, thợ săn nhan sắc tại concert Tiết Chí Khiêm khiến ai nấy vỡ òa. Chắc có lẽ các bạn còn nhớ ba cô gái bất chợt lọt vào ống kính trong concert của Tiết Chí Khiêm diễn ra vào hồi tháng 1 vừa rồi và gây thương nhớ chứ nhở. Mới đây trong concert tiếp theo của mình, Tiết Chí Khiêm tiếp tục cùng camera săn tìm những nhan sắc khiến ai nấy thổn thức. Không để người hâm mộ thất vọng, hàng loạt nữ thần đã được lên sóng. Chí có cô bé dù bị băng một bên mắt nhưng hào quang nhân vật chính cũng không thể nào mà lu mờ. Các bạn thấy Tiết Chí Khiêm cùng fan của mình có đáng yêu không nào? Chia sẻ cảm nhận cùng Tán TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.